Vâng, bắt đầu đi ạ. Em xin đọc bệnh án hội chẩn ạ. Anh Chính, bệnh nhân nữ, 76 tuổi, nghề nghiệp tuổi già dân tộc Kinh, địa chỉ Ba Vì, Hà Nội, vào viện ngày 8 tháng 12 năm 2022. Tiền sử tăng huyết áp, hở hai lá nhiều, rung nhĩ, suy tim. EF 24%, rối loạn lipid máu, đơn đang điều trị tại nhà là lốt sắc tăng 50mg trên 1 viên trên ngày, verospiron 25mg nhân 1 viên trên ngày, beta lốc dốc 50mg nhân 1 viên, josuvastatin 10mg nhân 1 viên, chimpolbr 35mg nhân 2 viên, bombatat nhân 2 viên. Bệnh sử khoảng 3 ngày trước vào viện, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, khó thở nhẹ, không đau tức ngực, gọi hỏi biết không phù, đau tê bì thắt lưng hông lan xuống mông và chân trái. Ngày vào viện hoa mắt chóng mặt khó thở tăng. Vào viện khám bệnh, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, khó thở nhẹ, tần số 22 lần trên phút, SpO2 96%, LIA2 không phù, BMI là 18,73, huyết áp 140/80, mạch 90 chu kỳ trên phút. Tim loạn nhịp hoàn toàn, có thổi tâm tu ở 3/6 mỏm, thổi tâm tu ở 3/6 khoang liên sườn lăm cạnh ức trái, phổ thông khí được không gian, bụng mềm, gan lách không to, thần kinh không có dấu hiệu thần kinh khu trú ạ. Xét nghiệm lúc vào viện có cái đường máu 11,3, troponin TSH là 23, proBNP là 7484. INR 1,04. Điện tim lúc vào viện rung nhĩ tần số 107 chu kỳ trên phút, block nhĩ trái hoàn toàn. X quang ngực thì tim phổi bình thường. Siêu âm tim có thất trái giãn, chức năng tâm thu thất trái giảm, EF bi lăng 25%, tĩnh mạch chủ dưới. Chuẩn đoán lúc vào viện, theo dõi tai biến mạch máu não, rung nhĩ, tăng huyết áp, hở hai lá nhiều, hở ba lá nhiều, hở chủ nhẹ, hẹp van động mạch chủ nhẹ, suy tim 25%, rối loạn lipid máu, tiền đái tháo đường. Bệnh nhân được nhập khoa hồi sức tích cực, điều trị, làm đầu cao 30 độ, thở oxy, muối 0,9% là một chai, giữ ven. Tacalin 2 ống, Biracetam 2 viên, Paracetamol 4 viên, Uberio 50mg 2 viên, Foxiga 1 viên, Ferrosburon 1 viên, Vinzic 40mg x 1/2 viên, Betaloxoc 50mg 1 viên, Josuvastatin 10mg 1 viên, Chimolbr 2 viên chia 2, Bomatat nhân 2 viên ạ. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, đỡ hoa mắt, chóng mặt, đau đầu nhẹ, không lôn, LIHA 2 không phù, huyết áp là 110/70 mmHg thủy ngân, mạch 75, tim loạn nhịp hoàn toàn, thổi tâm thu ở 3/6 mỏm và 3/6 khoang liên sườn lăm cạnh ức trái, phổi có gian ẩm lổ hai bên, bụng mềm, gan tách gan lách không to, thần kinh không liệt khu trú. Hoan tơ điện tim thì có rung nhĩ, ngoại tâm thu số lượng ít dưới 1%. Hoan tơ huyết áp trung bình ban ngày là 120/60, ban đêm là 118/55, không có huyết áp trũng vào ban đêm ạ. MRI sọ não thì không thấy bất thường. Xét nghiệm máu ngày 12 tháng 12 là 1,1. Đến ngày 12 tháng 12 có thêm thuốc chống đông, bao gồm tất cả các thuốc là Tacalin 2 ống chia 2, Biracetam 2 viên, Saichom 4mg x 1/4 viên, Uberio là 50mg 2 viên, Foxiga 1 viên, Prospiron 1 viên, Vinzic 1/2 viên, Betaloxoc 50mg 1 viên, Josuvastatin 10mg 1 viên, Chimpolbr 2 viên, Bomatat 2 viên.
Câu hỏi bàn luận bọn em đã chẩn đoán và điều trị của bệnh nhân này đã hợp lý chưa? Em cảm ơn các thầy cô và quý đồng nghiệp ạ. Vâng, cảm ơn em. Xin mời tiến sĩ Hà Mai Hương sẽ tư vấn cho các bạn. Vâng. Kính thưa Phó Giáo sư Nguyễn Sinh Hiền, kính thưa quý đồng nghiệp. Tôi xin tóm tắt lại các bệnh án này là bệnh nhân nữ 76 tuổi đã có tiền sử suy tim rồi và vào viện vì chóng mặt và khó thở, và trong qua quá trình thăm khám thì thấy là các xét nghiệm chóng mặt là có chóng mặt này và nổi trội, nên là có suy tim rõ với NT-proBNP là 7.000, có tăng nhẹ troponin HS và có đường huyết thì là cao. Các cái xét nghiệm về hình ảnh thì có chụp MRI sọ não thì là bình thường. Các chẩn đoán của các bạn bạn đưa cái slide chẩn đoán được không ạ? Cái slide mà có hình có cái chẩn đoán của các bạn nhé. Theo dõi tai biến mạch não dung nhĩ tăng huyết áp, hở hai lá nhiều, hở ba lá nhiều. Cái này thì tôi đồng ý với chẩn đoán của các bạn, trừ có một cái là theo dõi tai biến mạch não thì sau đấy mình đã chụp mà MRI rồi thì là bình thường, cho nên có lẽ chúng ta chỉ ghi cái triệu chứng thôi, đấy là chóng mặt cấp, cơn chóng mặt cấp, và cơn chóng mặt này có lẽ là một cái chóng mặt ngoại vi, chóng mặt ngoại biên chứ không phải chóng mặt trung ương, vì chúng ta chụp MRI não bình thường rồi. Còn lại các cái chẩn đoán khác thì tôi cũng đồng ý với các bạn ạ. Rối loạn lipid máu được không? Thấy các bạn đưa cái xét nghiệm, đưa cái profile lipid lên đây, nhưng chắc chắn là nó có bất thường, thì các bạn mình đã bệnh nhân đã được dùng rosuvastatin rồi. Bạn quay lại slide điều trị ạ. Về bình luận về phần điều trị thì thuốc các bạn cho cũng có thuốc chống các cái chóng mặt cấp, thì cái này tan-ganin chúng ta chỉ cho trong giai đoạn cấp một vài ngày thôi, sau đấy thì lâu dài chắc là chúng ta sẽ chuyển sang những cái thuốc khác để nó cân bằng cái tiền đình hai bên, chứ không để những cái thuốc mà nó ức chế tiền đình như là tan-ganin lâu dài nó không có lợi. Piracetam thì nó không có bằng chứng, chúng ta cũng có thể dừng lại, paracetamol cũng như vậy, thì hết đau đầu rồi thì chúng ta cũng thôi. Còn các điều trị về suy tim thì các bạn điều trị khá là đầy đủ cái bộ tứ trụ, ở đây nhìn thấy là có Uperio, có Farxiga, có Verospiron, có Betaloc dốc. Là cũng khá là đầy đủ, và ở đây thì các bạn có Vinzic một nửa viên với cái hở ba lá 3/4 thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với điều trị này. Và cái Verospiron thì chúng ta có thể tăng lên đến 2 viên với điều trị với một cái suy tim EF là 24% và BNP là 7.000, thì chúng ta có thể tối ưu hóa cái điều trị, có thể tăng liều lên nữa trong một vài ngày, chúng ta có thể tăng dần dần, và Verospiron tôi cũng muốn tăng lên bởi vì bệnh nhân này là có cái hở ba lá cũng khá. Chống đông thì các bạn cũng đã bắt đầu có Centrum, có một cái slide sau đấy sẽ cho Centrum. Có Centrum các bạn đã cho thêm chống đông rồi, thì cái này chúng ta sẽ một vài ngày chúng ta sẽ làm xét nghiệm để duy trì INR từ 2 đến 3, và dặn bệnh nhân chế độ ăn nó cân bằng về các cái thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Farxiga thì chúng ta có để 10, và sau đấy chúng tôi nghĩ là các bệnh nhân này chúng ta cần làm thêm những gì. Chúng ta cần phải làm thêm xét nghiệm về các cái thăm dò thêm về đường máu, ví dụ như là làm thêm một mẫu đường máu nữa khi đói này, rồi test dung nạp đường huyết cho bệnh nhân uống nước đường này, rồi làm HbA1c để chúng ta quyết định xem đây là bệnh nhân có tiểu đường hay là chỉ rối loạn dung nạp đường huyết, để chúng ta điều trị, để xác định cái đích điều trị của bệnh nhân, và từ đấy chúng ta có thể thêm các cái thuốc hay là chỉ cần một phao sinh ra là đủ rồi. Thứ hai là Verospiron thì tôi muốn các bạn tăng liều lên một chút. Beta lốc dốc thì chúng ta cũng sẽ theo cái đáp ứng của bệnh nhân, bởi vì nhịp tim của bệnh nhân lúc trước vẫn là 90, chúng ta có thể giảm nhịp thêm lên một chút nữa. NT-proBNP thì chúng ta sẽ sau độ một vài ngày để chúng ta xét nghiệm, để tùy theo đáp ứng thì chúng ta có thể tăng liều thuốc, ví dụ như và kể cả huyết áp nếu mà tốt. Chức năng thận bệnh nhân không có, ở đây các bạn chỉ cho creatinine thôi, nhưng các bạn nên tính mức lọc cầu thận, bởi vì các cái thuốc như là Verospiron, Farxiga hay là Uperio đều phải dựa trên mức lọc cầu thận, nhưng các bạn tính mức lọc cầu thận. Và sau đó chúng ta có thể tăng liều lên để dựa trên huyết áp và mức lọc cầu thận để chúng ta đạt đến liều đích, bởi vì tất cả những thuốc này chúng ta mới chỉ đang là bắt đầu. Một cái nữa chúng tôi cũng thấy là cái phim phổi của bệnh nhân thì không phải là tốt lắm, hai cái đỉnh phổi không không tốt ạ. Các bạn quay lại phim X quang phổi, nếu có điều kiện chúng ta nên chụp lại CT vì hai đỉnh phổi đều xấu, để loại trừ xem bệnh nhân có lao phổi hay không. Phim phổi của bệnh nhân tôi thấy hai đỉnh phổi không tốt ạ.
một bệnh nhân nữ 76 tuổi hoàn toàn cái người già mà có suy tim, thì chúng ta cũng chưa loại trừ là có lao phổi hay không. Nếu mà có điều kiện chúng ta đi chụp lại cái phim CT để nhìn lại và làm các cái xét nghiệm về đờm để xem là bệnh nhân có loại, để loại trừ lao phổi. Và cái này thì hở hai lá cũng không hở hai lá và hở ba lá thì cái bản siêu âm thì nếu được thì các bạn đánh giá kỹ hơn về FAC này, rồi cơ chế của hở hai lá. Và bệnh nhân này nếu mà có điều kiện lâu dài thì tôi muốn bệnh nhân được chụp mạch vành để loại trừ các cái nguyên nhân bệnh lý về mạch vành, vì bệnh nhân có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu, có rối loạn dung nạp đường hoặc là có đái đường rồi, thì để xem là có cái yếu tố gì mạch vành hay không, để mà đây là một cái điều, một yếu tố mà có thể đảo ngược được trong cái nguyên nhân suy tim, thì chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân luôn bên cạnh những cái điều trị triệu chứng suy tim như là hiện nay. Phần góp ý của tôi chỉ còn như vậy thôi, còn phần tôi thấy phần điều trị của bạn tương đối là ổn về mặt đầu thuốc, nhưng tất nhiên là chúng ta mới khởi đầu và chúng ta sẽ phải dò liều dần dần để đạt đến cái liều tối đa, đạt đích tối đa cho bệnh nhân. Và cái đích điều trị của bệnh nhân là bệnh nhân có huyết áp và mức creatinine trong ngưỡng dung nạp được, mức điện giải kali trong ngưỡng dung nạp được, NiHA cải thiện và NT-proBNP cố gắng là dưới 1.000, duy trì dưới 1.000, bởi vì đây 7.000 vẫn còn rất là cao. Phần ý kiến của tôi chỉ vậy thôi. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Hà Mai Hương. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, em cảm ơn thầy cô, em không có câu hỏi gì nữa. Vâng, cảm ơn các bạn. Nói tóm lại là sau đó thì bệnh nhân ổn thì các bạn sẽ cho đi kiểm tra một số cái xét nghiệm nữa để điều trị một cách triệt để hơn, đúng không ạ? Bây giờ tôi xin chuyển sang cái bệnh án cuối cùng là bệnh án của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh,